Ok, hello, chào tất cả em nha. Đâu vui chưa chưa? Nay thì mình đến được cái buổi Bootskin giải nhanh toán 12 buổi số 2 rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Lịch đi vào thì chúng ta cứ 8 rưỡi lên trên page quẩy cùng thầy nhá. Tài liệu thầy gửi cho bạn từ lúc trưa rồi. Ai chưa có thì lên ngay phần mô tả có luôn nhá. Lên ngay phần mô tả video này có luôn. Còn bạn nào chưa nhận được thông báo liver nhá. Chưa nhận được thông báo liver, chạm nhẹ vào cái màn hình ấy, nó sẽ hiện cái chuông. Nó sẽ hiện cái chuông, bạn chạm vào cái chuông đấy và chọn xem trước ấy, nó sẽ thông báo lịch đi vào, bạn vào nó có chuẩn đét đẹp luôn. Ôi chà, rồi thôi bây giờ quẩy thôi. Rồi rồi rồi, anh em mới vào thì ra xe bài mạnh dùng thầy một chút nhá, đấy like xe nhiều hơn, comment mạnh lên đấy, khởi động ngay câu số 1 nhá. Loa đài ổn định thì chúng ta bắt đầu chiến nào, thầy thấy đáp án thì thầy bắt đầu quẩy nhá. Câu số 1 đấy, cứ tuần một buổi thôi. Và thứ hai nhá, lịch đi vào thầy gửi cho bạn trong kèm vào trong cả tài liệu rồi, vẫn nhìn bên trên này này nhá. Bút skin giải nhanh là 2K2 thì là tối thứ hai hàng tuần 8 rưỡi là bút skin giải nhanh này, còn thứ bảy chủ nhật là chúng ta thi thử về chữa đề nhá. Thứ bảy thi thử, còn chủ nhật chữa đề, đấy là lộ trình của 2K2. Ok chưa? Còn bạn nào mà muốn học chuyên đề cụ thể theo cái lộ trình bài bản từ đầu ấy, lộ trình thì thầy dạy từ giờ đến Tết Dương là xong hết chương trình thôi. Đấy, sau Tết Dương chúng ta chỉ việc luyện đề bút skin giải nhanh. Thì bạn chúng ta có thể liên hệ với thầy sau cái buổi live này để đăng ký vượt qua VIP nhá. Hỗ trợ. Đấy là cái lộ trình. Còn bây giờ thì quất lơ thôi nhá. Thấy đáp án thì quất lơ. Hỗ trợ. Đấy thì cứ 8 rưỡi lên trên page quẩy cùng thầy nhá. Chúng ta tạo động lực cho thầy một chút để cái lượng video tăng lên, like share nhiều hơn, comment mạnh lên. Câu nào không biết thì chúng ta cứ chấm nhẹ vào nhá, để chúng ta thấy cái sự tương tác của nhau rồi bắt đầu chiến nào. Ok rồi. Rồi, đông vui rồi nhá. Nay cứ đều đều ba số này là quất là đẹp trai rồi. Sao nào hôm nay lên được ba số nhá. Nên lên được 200 không? Hôm trước là lên được 150 này. Nay không biết lên được 200 không? Đấy, cũng phải tăng dần để lấy động lực để làm nhiều skin hay hơn và chất lượng hơn nhá. Ok, câu 1 đi nhá. Không nói nhiều, quất luôn nhá. Câu 1. Đấy, mỗi buổi 30 phút thôi. Skin giải nhanh thì mỗi buổi 5 câu nhé, 30 phút quẩy xong ngày mà chả có gì đâu. Đấy thì chúng ta cứ luyện đề với bút skin hàng tuần, chuyên đề thì chúng ta học trong khóa VIP từ giờ đến thi đẹp trai ngay, chả có gì đâu. Quẩy đi. Chưa đáp án đâu này, trăm ba mấy con người học đi vào phải con mình mạnh lên, tay xe mạnh lên cho mấy cái bọn hôi nách của nó học đi nhá. Giờ thi đến mông rồi gì nữa, học đi, giờ này còn ngủ nghê như lợn. Câu 1 đi nhá. Câu 1 về nghịch biến đây này nhá. Nó hỏi nghịch biến hàm này này, cái này hàm này là một hàm lạ nhé, hàm lạ. Nó hỏi nghịch biến cho các khoảng nào dưới đây, thì câu này skin là table thôi, quét table nhá. Đấy, các bạn học thầy thì sẽ biết được là gì, chúng ta không phân biệt cá sấu với tự luận đâu, cứ cách nào nhanh thì chiến nhá. Cách nào nhanh thì quất thế thôi, tự luận nhanh thì làm tự luận, cá sấu nhanh thì làm cá sấu. Đấy, trộn hết vào với nhau. Đấy, mỗi cái nó có công đoạn riêng của nó thì chúng ta làm nhiệm vụ quân luôn thôi. Câu 1 nhá. Có một dùng table để quét nhá. Nhưng mà table nhá, thằng nào cũng biết rồi nhưng mà không biết quét như thế nào đâu. Thì quét như thế này. Đầu tiên các bạn 580 nhá, thầy hướng dẫn trên hoàn toàn trên 580 vì tốc độ tính toán nó nhanh hơn và nó có nhiều tính năng nhất. Rồi, thì các bạn bấm menu 8 nhá để vào để vào FX. Đấy, ok chưa? Hiện hàm FX này các bạn nhập nguyên si hàm này vào cho thầy nhá. Nhập nguyên si vào phân số này. 2x trừ đi 3 chia cho căn bậc 2 của x bình này. Đấy, trừ 1. Thế đáp án chưa nhờ, thế đáp án chưa, xong sớm nghỉ sớm đây này nhá. Chúng ta phải cùng làm với thầy nhá, đừng ngồi nhìn, học đi vào phải cùng làm mới ra vấn đề được. Bây giờ có mình mạnh lên để lên phần cứng, đúng rồi đó. Toàn mọi người đách bỏ mẹ này làm chả thấy đâu này. Đấy, ôi giờ xong sớm nghỉ sớm này nhá, nhà bao việc này. Xong sớm nghỉ sớm, ôi giờ 30 phút rồi, quá đi. Bắt đầu này đầu tiên nó quét cho thầy trên thử cái đoạn âm vô cực đến, quét thử này cái khoảng này này nhá, xem nó có nghịch biến hay không. Nghịch biến là luôn giảm nhé, nhớ nghịch biến là luôn giảm, đúng chưa? Nghịch biến là luôn giảm, luôn luôn giảm nhá. Đấy thì các bạn quét cho thầy đại diện từ âm vô cực đến trừ 1 thì thầy quét từ trừ 9 đến trừ 1 đi nhá. Quét đại diện trừ 9 đến trừ 1 xem nó có luôn giảm hay không này. Bắt đầu từ trừ 9 nhé, n là trừ 1 và sờ test để 0,5 được thôi, đúng chưa? Đấy. Và bạn nào chưa biết về cái cách đặt bước như nào, chúng ta phải xem cái video liver về caso cơ bản đấy nhá, có trên bài ghi của page có ngay caso cơ bản, thì các bạn phải xem lại chúng ta mới hiểu cách thầy bấm nó như nào được. Ôi chưa, đấy, chống chỉ định nhá, xem trước video caso rồi mới xem những cái buổi như này thì nó mới hiệu quả. Ok, chào Kim Thỏ nhá, comment mạnh lên để lên phần cứng thôi em. Đấy, hai xe mạnh lên, mỗi bạn đang xem liver thì thầy chỉ cần
các bạn là chăm chỉ xem liver đúng giờ này, đấy đặt chuông để vào đúng, và chúng ta comment mạnh lên, tương tác mạnh lên, share bài mạnh nhẹ về dùng thời một chút là chúng ta đã có nhiều cái buổi liver nó chất lượng hơn rồi, và có nhiều cái skin hay hơn để chúng ta có book trong những buổi tiếp theo nhá. Ok, này chúng ta thấy này, từ trừ 9 đến trừ 1 chưa, trừ 9 đến trừ 1 này nó có luôn giảm không, nó từ 3 trừ 2,34 này, nó giảm về trừ 2,36 này, trừ 2,4 này, trừ 2,5 này, đó nó giảm về trừ 2,8 rồi, trừ 3,4 này, trừ 4 này, trừ 5, tại 1 thì nó elop thì ok, khoảng này nó luôn giảm đây này, hay luôn giảm nhá. Ok, vậy thì khoảng này nó luôn nghịch biến thì tích vào nhá, khoảng này luôn nghịch biến thì tích vào này, ok chưa. Tiếp tục cái khoảng từ 1 đến 3 phần 2, 1 đến 3 phần 2 bạn quét vào thời này, đấy bấm AC đi và đổi cái bắt đầu thôi, bắt đầu là cho chạy từ 1 nhá, N là 3 chia 2 đấy, 3 chia 2 1,5 thôi, thì step để 0,1 cho thầy thôi, xem thằng này nó có luôn giảm hay không nhờ. Đây ngay vậy luôn tăng này này, luôn tăng chưa, tăng từ trừ 1,7 lên trừ 0,9 này, tăng thì làm sao mà luôn nghịch biến được, A biến đi đúng chưa. Đấy ok nhá, câu C này thì cũng biến đi này, C cũng biến đi, câu này khoảng âm vô cực đến trừ 1 thì nó luôn nghịch biến thì chốt ngay D thôi, 1 D chưa. Ok, đặt ra chào, chào Yến Trương nhá. Các bạn nào không biết thì chúng ta cứ comment mạnh lên, chấm mạnh lên để chúng ta có lượng tương tác đông hơn, like share mạnh lên dùm thầy nhá. Để chúng ta có nhiều buổi live chất lượng hơn, mỗi buổi book skin thì đảm bảo cái chất book skin luôn nhá. Đó, chúng ta sẽ học được rất nhiều skin hay. Ok, giờ câu 2 nào, câu 2 đi nhá. Đấy câu 1 thế thôi, câu 1 thế thôi nhá. Đấy, quét âm vô cực đến trừ 1 thì nó luôn luôn giảm, ok rồi. 1 đến 3 phần 2 vứt đi, loại C ngay, đúng chưa? Đấy, chốt ngay B nha, chốt ngay B, D D D D, 1 D chưa, 1 D chưa. Rồi câu 2 đi, câu 2 đi nhá. Câu 2 này cho F phẩy này, cho F phẩy và hỏi khoảng đồng biến nghịch biến của F, đúng chưa. Cho F phẩy, cho F phẩy hỏi khoảng đồng biến nghịch biến của F, thì câu này các bạn phải suy ra thành cái bảng biến thiên đấy nhá, bảng biến thiên, ok chưa. Thằng nào khảo sát đồ thị thì phải biết vẽ bảng biến thiên nhá, đúng chưa. X này, F phẩy và F với bảng biến thiên nó có ba đại lượng thôi, ok chưa. Các bạn xét về những cái giá trị x làm cho f phải bằng 0 nhé, những giá trị x làm cho f phải bằng 0 thì đây nó là 0 này, à trừ 2 trước, trừ 2 đây, trừ 2 này, à, 0 đây, ok chưa. F phải này, f phải này, chúng ta thấy được chưa, à, tại hai này f phải bằng 0 nhé, tại hai này f phải bằng 0, nhưng mà đây x bình, x bình thì dấu này luôn luôn dương rồi, nó không ảnh hưởng đến dấu f phải đâu, thằng x bình này dấu luôn luôn lớn hơn bằng 0, dấu nó không ảnh hưởng đến dấu f phải, thì dấu F phẩy nó chỉ ảnh hưởng bởi dấu của x cộng 2 thôi. Thì đến đây chỗ này các bạn xét được dấu ngay này, nó là âm này, cộng và cộng thôi, thì hình dạng của F nó sẽ như sau, giảm rồi tăng như này. Đấy, ok chưa? Thế thôi, rất rất nhẹ nhàng nhá. Còn không ấy, các bạn không biết xét dấu F phẩy như nào, các bạn nhập nguyên si cái thằng này vào, nhập thành thằng x bình ấy. Đấy, ok chưa? Nhân với x cộng 2 này nhá bạn. Các bạn can đại diện trong từng khoảng 1 nhỏ hơn âm 2 thì các bạn can cho thầy đại diện là -3 vào, đúng chưa? Trừ 3 nó nằm trong khoảng nhỏ âm 2 đấy, thấy dấu bằng âm chưa, đấy thì đây là dấu âm này, tương tự như thế trong khoảng từ trừ 2 đến 0 thì thầy can đại diện là x bằng trừ 1 và xem y nó dương hay âm, y dương chưa thì đây là dấu dương, tương tự lớn không bạn các bạn can tại x bằng 1 và x bằng 1 và đấy, thấy ra dương chưa, vậy dấu này vẫn là dấu dương nhá, thì hàm F nó sẽ như thế này, và các bạn thấy được sự tăng giảm của F chưa, đẹp ra ngay, đẹp ra ngay đúng chưa. Đáp án A này nó bảo đồng biến trên khoảng từ trừ 2 đến dương vô cực. Ok, chốt ngay này. 2A luôn này, luôn đúng, đúng chưa? Trừ 2 dương vô cực luôn tăng mạnh này. Ok chưa? Luôn luôn đồng biến rồi. Chốt ngay thôi, 2A nha. Câu B này, nó bảo nghịch biến trên hai khoảng này là toi này. Không đến dương vô cực, nó luôn tăng này này. B loạn, đúng chưa? B hồi nách, vứt đi. Ok chưa? Làm sao để biết step á? Để biết step thì các bạn phải xem lại cái video về caso trên 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 group ấy nhá. Đó, trên trên page ấy. Ôi giời, page thầy ghim cái video caso hướng dẫn từ đầu đến caso 80 rồi nhá. Từ đầu đến đuôi hướng dẫn caso rồi, các bạn phải xem lại video caso để hướng dẫn cả cách chọn step như thế nào, rồi thì các bạn phải xem lại video trên bài ghim của page nhá. Ok chưa? Rồi, tiếp tục nào. Nó ở ngay phần đầu tiên, các bạn vào page đã thấy ngay video đầu tiên, nó là hướng dẫn caso 580 đấy nhá. Thì các bạn sẽ áp dụng vào trong từng phần của bài toán một, và phong cách của thầy các bạn cũng biết rồi nhá, kết hợp caso với tự luận, cách nào nhanh thì quất, không phải phân biệt gì cả. Ok, câu 3 đi, câu 3 đi nào, câu 3 đi, câu 3 sau câu tham số này nhá, 3 sau tham số, đúng rồi, view lên 150 rồi này nhá. Đây các bạn đẩy dùng thầy lên 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 200 như thế nào để bốc lụa nào, câu 3 đi nhá. Đấy, lên view nó phải lên đẹp đẹp như thế này mới có động lực được, ok chưa, ok chưa.
Thực ra thì step thì không phải lúc nào cũng cuối trừ đầu chia 20 đâu nhé. Step chúng ta nên linh hoạt trong từng bài toán một, chứ không phải lúc nào cũng cuối trừ đầu chia 20 đâu. Thì các bạn xem cái video về 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 580 của thầy ấy nhá, nó sẽ có đầy đủ các cách chọn tất cả các tính năng của 580 này và cách chọn bước trong từng bài toán một, thì chúng ta xem cái đấy làm nền, thì chúng ta xem video của thầy nó mới hiểu được nhá. Đấy là buổi cơ bản, là buổi làm nền. Ôi chà, còn trong quá trình chữa đề hay là chữa bài tập thì thầy chỉ sử dụng thôi đấy, bắt buộc phải xem lại nhá thì xem nó mới hiểu được. Ok chưa, cơ ba đi chiến luôn đi nào, đi đẩy lên 200 dùm thầy nào. À, buổi sau là có nhiều cái skin hay hơn rất nhiều nhá, này mới khởi động thôi chưa có gì cả. Cơ ba đi, cơ ba đi nào, cơ ba đẹp trai ngày này nhá, ba đi ba đi, qua đi qua đi, cơ ba đi nào. Đấy, gần xong đấy này, xong hai câu rồi, vẩy nhẹ bút rồi, 15 phút là xong rồi, chuẩn là ba câu nữa nhá, ba câu nữa này. Xong phần tham số chưa, xong phần tham số chưa nhá. Đấy, mỗi bạn đang xem đi vào ủng hộ thầy nha, bằng cách like, share, viết nhiều hơn này. Đấy, tác những cái thằng hôi nách vào cho nó học đi, chăm chỉ lên nhá. Đấy, học thầy chỉ cần chăm chỉ thôi là 7 7 cộng 8 cộng 9 cộng rất bình thường nhá. Năm ngoái thì dạy 9 cộng rất nhiều, 8 thì không phải nói nữa, rất rất nhiều luôn. Đấy, cứ chăm chỉ là được. Còn nếu mà từ 9 rưỡi đổ lên thì nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng mà 9 điểm với 8 điểm là chúng ta chỉ cần chăm chỉ thôi nhá, chỉ cần chăm chỉ là ok thôi. Xem đi vào từ đầu đến đuôi này. Đấy, các chuyên đề thì những cái này hoàn toàn trích trong cái chuyên đề khóa VIP thôi. Đấy, thì các bạn học khóa VIP thì nó sẽ được luyện rất nhiều những cái phần này theo từng chủ đề một, thì các bạn cần thì có thể liên hệ ngay với thầy hoặc là cô Thu Ngân để chúng ta đăng ký khóa VIP nhé. Ok, cô ba đi nào, cô ba đi, cô ba đi, ba chốt đi này. Cái này skin là thử đáp án nhé. Đó, skin thử đáp án. Ok chưa? Con này thử đáp án thôi. Ổn chưa nhở? Thử đáp án nhá, cái này skin thử thử đáp án. Ok chưa? Nhá. Ngày bưng bờ thử đáp án. Còn không ấy, cái này hàm bậc 3 khảo sát rồi, có hai cách, một là thử đáp án nhá. Tí nữa thầy hướng dẫn thử như nào. Còn cách số 2 là làm tự luận ấy, thì các bạn nhớ cho thầy là gì? À, cái thằng này có bạn phải xét trường hợp bảo luôn đồng biến trên L này, luôn đồng biến trên L. Ôi chưa? Thì các bạn phải xét về hai trường hợp, trường một hệ số m bằng 0 chưa? M bằng 0. Thầy dạy tự luận trước nhá, rồi thử đáp án sau nhá, tự luận trước này. Đấy, hàm bậc 3 khảo sát tự luận nó ra ngay thôi. M bằng 0 thì nó ra được ngay là hàm bậc nhất y bằng 3x cộng 1 chưa? Vẩy nhẹ phát ra y phẩy nó bằng 3, luôn dương, vậy chốt ngay thằng này luôn đồng biến. Ôi chưa? Trường hợp m bằng 0 thỏa mãn này. Ôi chưa? Trường hợp thứ hai là m khác 0, lúc này nó mới là hàm bậc 3 này. Đấy, cái này hệ số trước x mũ 3 là bằng 0 thì các bạn phải xét kỹ nhá. Đấy, rất nhiều thằng hôi nách này bỏ qua cái trường hợp làm tự luận thì dễ chết. Đấy, còn thử đáp án thì không bao giờ nhầm cả, thử đáp án không bao giờ nhầm cả. Ok nhá. Rồi rồi, đấy, còn trường hợp m khác 0 này, m khác 0 thì các bạn phải xét cho thầy là gì, tương ứng với lại delta hoặc delta phẩy nó sẽ phải gì, để luôn đồng biến trên L nhá. Chúng ta phải xét là hệ số A nó phải lớn hơn 0 và delta phẩy nó phải nhỏ bằng 0. Đây là cái hệ để cái hàm bậc 3 luôn luôn đồng biến, đấy là tự luận nhá. Các bạn tự tính y phẩy ra, tự tính y phẩy ra, sau đó thì xét delta phẩy nhỏ bằng 0. Hệ số A thì nó chính là hệ số trước x mũ 3 này, đúng chưa? Đó, A nó bằng m chia 3 thôi. Cái này bạn tự giải ra ra đáp án nhá. Và so sánh với bằng 0, thằng nào nhỏ nhất thì khoanh. Đúng chưa? Đấy là cách làm tự luận nhá. Còn cách ca sô như sau, ca sô như sau. Bài này nó làm ca sô nó rất là nhanh thôi, rất là nhanh thôi nhá. Thì các bạn bấm menu 8 này, bạn menu 8 này, bạn vào Fx nhá. Cái dùng table, thử bán thì dùng table cho thầy. Đúng chưa? Nhập nguyên chi cái hàm này vào cho thầy, phân số nhá. Đầu tiên thử đáp án A bằng 1 chưa? Thì nó là 1 phần 3 này. Đấy, ok. X mũ 3 nha, x mũ 3. Trừ đi 1 này nhân với lại x bình, 1 nhân x bình. Ok chưa? Cộng với 3x và cộng 1 nha. Bắt đầu này thì các bạn cho nó chạy từ trừ 7 thôi, n là 7 nhé. Và step để 0,5 cho thầy. Đấy, ok chưa? Thì thấy này, nó có luôn luôn đồng biến nhá. Đồng biến thì Fx nó phải luôn tăng này, nó tăng từ âm. Đấy, luôn tăng không nhỉ? Đấy, nó tăng này, luôn tăng rồi, âm 100 này, âm 63, âm 48 này, âm 26. Ok, luôn tăng rồi. Âm 3 nhá. Đấy, trừ 0 này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 7 này, 10, 13, 18. Ok, 24, 32 rồi. Thầy luôn tăng rồi. Ok, đẹp trai ngay. Thầy M bằng 1 thỏa mãn nhá. M1 thỏa mãn này. Trường hợp thứ hai M bằng 0 em thử ở đây này. Đấy, các bạn chỉ việc sửa M bằng 0 thôi, sửa từng đáp án một nhá. Đấy, M bằng 0. Đáp án B M bằng 0 này, thế vào. Đấy, khoảng thì vẫn để vậy thôi, thấy nó có luôn tăng không?
Ok luôn tăng nhá. Đây này, trừ 20 này. Đấy, đúng chưa? Luôn tăng này, âm 5 này, âm 3, âm 2, 1, 2,5 này, 4 này, luôn tăng rồi. Ok, đẹp trai luôn. Vậy thì m bằng 0 cũng làm cho hàm luôn đồng biến. Loại A cho nó hỏi nhỏ nhất này này, nhỏ nhất, đúng chưa? Vậy thì B có thể đúng nhá. B có thể đúng. Ok chưa? Rồi, đến đây thì D hoàn toàn loại đi rồi. D hoàn toàn loại đi vì nếu mà m bằng 3 nó có làm cho đồng biến ý, m bằng 3 nó có làm cho đồng biến thì nó cũng không phải nhỏ nhất, đúng chưa? Không phải thử D nữa, thử nốt câu C đẹp dài này nhá. Đấy, thử mỗi m bằng âm 2 thôi, âm 2 xem luôn tăng hay không là đồng biến ngay mà. Đây là cộng 2 nhá. Cộng 2 này, đúng chưa? Đấy, bắt đầu kết thúc vẫn vậy nha. Thì nó sẽ ra ngay thôi, thầy có luôn luôn đồng biến không? Ui, nó giảm mạnh cái này. 300 về 200 mà không thể luôn tăng được. Đấy, chỗ này hồi nãy chưa? Không thể luôn tăng được. Đấy, 3 chốt ngay B thôi, đẹp dài ngay, đúng chưa? Đấy là làm tự luận. Làm tự luận các bạn rất dễ dính thiếu cái trường hợp ở không này này. Còn thử đáp án luôn luôn đẹp ra, luôn luôn đẹp ra nhá. Ném vào quét table luôn tăng thì là đồng biến. Thế thôi, rất rất nhẹ nhàng. Ok chưa nào? Ba xong nhá, ba xong nhá. Đấy thế thôi. Ba phải chốt B đẹp dài được, đúng rồi. Ok chưa? Còn bật mạnh lên nào? Đấy, bạn nào không biết thì cứ chấm mạnh lên để chúng ta có nhiều cái buổi đi vào chất lượng hơn, tương tác mạnh lên nhá. Like share mạnh lên. Đấy thầy chỉ cần các bạn như thế thôi. Không đòi hỏi gì nhiều cả. Đấy. Quát mạnh lên nào, câu 4 đi, xong sớm nghỉ sớm nào. Nhà báo việc đấy. Câu 4 nhá. 4 đây này. Thôi chưa? 4 này hàm bậc 3 đã khảo sát rồi thì tìm tất cả giá trị của m để cái thằng này đồng biến trên khoảng từ âm vô cực đến 0. Thằng này thì skin table 100% nha. Table 100% là nó nhanh, không phải nói nhiều. Câu này table luôn 100% nhá. Câu 3 thì có thể làm tự luận hoặc thử đáp án. Nhưng mà sang câu 4 là table 100% nhá. Làm tự luận các bạn xét cái trường hợp với cái đồng mút không này này, nó hơi mệt mỏi đấy. Đúng chưa? Nhưng mà đối với table này các bạn quét rất rất nhẹ nhàng như sau nhá. Câu này 30 giây phát ra đáp án luôn, chưa đến 30 giây rồi nhá. 40 quét table như sau này. Đầu tiên nhá, cái phương pháp kẻ trục chọn đại diện này thì để ra để các bạn làm phần tham số này. Easy luôn. Thằng nào cũng làm được, đúng chưa? Kẻ thành một cái trục nhá. Đấy là phương pháp này gọi là table kết hợp kẻ trục chọn đại diện nhá, kẻ trục chọn đại diện. Đầu mút thì có mỗi ba thằng thôi, mỗi ba thằng cái này. 1 trừ 3 với 3 thôi thì các bạn sắp xếp phải đây là âm 3 này. Đúng chưa? Đây nó chính là 1 và đây là 3 nhá. Đúng chưa nhá? Đáp án A là nhỏ hơn âm 1 đây này, nhỏ hơn 1 là A đây. Đáp án B là lớn hơn 3 là B đây. Ok chưa? Đáp án C là nhỏ hơn trừ 3 là C đây. Còn đáp án D là nhỏ hơn hoặc bằng 3 là D đây. Đúng chưa? Đấy, nhỏ hơn bằng 3 nha. Rồi, bây giờ bạn chỉ thử cho thầy nhỏ hơn trừ 3, nhỏ thử cho thầy âm 4 này. Thử cho thầy âm 4 xem nó có thỏa mãn hay không nhá. Đấy, nhập đi, nhập đi, nhập đi. M bằng âm 4 nha, nhỏ hơn trừ 3 thử cho thầy âm 4 này, âm 4 này, quét đi. Nhập nhá. X mũ 3 này. Đấy, cộng 3x bình. Đúng chưa? Trừ đi mở ngoặc ra là âm 4 nhá. Âm 4 này thay bằng âm 4 này, đúng chưa? X. Đấy, trừ 4, đẹp ra ngay, đẹp ra ngay, đúng chưa? Đấy, bắt đầu này, bắt đầu này. Xét trên khoảng từ âm vô cực đến 0 thì thầy quét đại diện là từ 9 đến 0 nhá. À, trừ 9 đến 0. Trừ 9 đến 0. Các bạn đẩy lên sửa thành nhá, trừ 9 đến 0 nhá. Đấy, step để 0,5 thôi. Đúng chưa? Quét thời khoảng này xem nó có luôn luôn đồng biến nó luôn tăng là ok nhá. Đồng biến luôn tăng ok. Đấy, rất rất nhẹ nhàng luôn. Nó tăng này. Âm 500 lên 400 này, âm 400 này. Đấy, ok. Vẫn tiếp tục tăng này. Âm 74 này, âm 52. Ok, vẫn luôn tăng rồi. Âm 8 này, âm 6 này. Ok chưa? Đấy, âm 5 âm 4 này. Ok là ngày luôn luôn tăng rồi. Tích vào, con này chắc chắn vứt B đi, đúng chưa? B nó không chứa âm 4 đây này. B nó không chứa âm 4 thì loại B đi, đúng chưa? Đấy, vứt ngay thử mỗi thằng đã loại được B rồi. Còn cái thằng C, A với D các bạn thử cho thầy đại diện là gì nhờ? Trong khoảng này thử cho thầy nhá. Trừ 3 đến 1 thử đại diện là M bằng 0. Thử đại diện bằng 0 thay vào. Đấy, chỗ này sửa thôi nhá. Rất rất nhẹ nhàng này, không chưa? Quét đi. Đấy, thấy nó luôn tăng không? Âm 490 này, đấy luôn tăng chưa? Âm 200 này, đấy, âm 54 này, tăng tiếp âm 20 này, âm 10, âm 4 này. Đấy, ok, luôn tăng âm 0 này, âm 0,8 này, 0 này. Ô, chỗ này nó giảm này, chỗ này nó giảm, đúng chưa? Đấy, chỗ này nó quay đầu nó giảm này, không giảm về âm 2 rồi, chỗ này thằng này vứt đi. Thầy vứt đi thì loại ngay A với D chưa? A nó chứa 0, D cũng chứa 0, thì loại ngay A với D. Loại ngay A với D. Đấy, chốt ngay đáp án C đẹp dài chưa? Đấy, nhẹ nhàng luôn, tình cảm luôn. Ôi chưa? Ok, xin xa linh này vẫn vào nhá. Rồi, đấy, đi vào cho bọn 2K 2K
hai là 2K1 thôi, nách nó vẫn còn vào nó bám này. Ôi chà, rồi 2K2 bọn mày vẫn còn yếu đuối lắm, phải comment mạnh lên. Đấy, ok chưa, câu 4 nhá. Chuẩn đang dây chưa? Thử mỗi hai phát ra luôn đáp án thì câu này đẹp dài luôn. Làm tự luận bục mật ra, đúng chưa? Đấy, thấy hay thì comment mạnh lên, share bài về dùng dài một chút thôi. Là bởi sao chúng ta có nhiều cái skin hay hơn rất nhiều này. Vì vẫn còn yếu lắm thì lên buổi sau ủng hộ thầy lên 200 nhá. Ủng hộ thầy lên 200. Vì hôm nay mới có lên được 150 rồi, bằng hôm trước chưa đẩy lên được. Phải tăng dần nhá, mới có động lực xe nhiều. Này mấy câu hồi nãy này đã có cái gì đâu nhá. Mấy câu này vẫn còn hồi nãy lắm, chưa có gì cả nhá. Mấy skin rất là cơ bản thôi, còn rất nhiều cái hay nữa. Đó chưa? Tiếp tục cái nào? Con Nam đi, còn câu nữa chốt nốt tôi nghỉ này nhá. Xong sớm thì sớm, nhà báo việc. Con Nam nào? Nhá. Quẩy đi, quẩy đi, quẩy đi. Thấy đáp án nó bắt đầu chữa nhá. Đấy, ok chưa? Đảm bảo chả có ai làm tham số mờ đẹp ra như thầy đâu. Bọn mày cứ phải chăm chỉ xem đi vào nhiều nào mới khôn lên được. Nghe chửi nhiều hơn nhá. Chuẩn bị thêm quyển sổ nữa, ghi những cái lỗi ngu vào, ghi vào nó mới nhớ. Chứ đừng nhìn 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 xong rồi về cãi nhau với người yêu cái xong rồi quên mất ngay, chả nhớ gì đâu. Câu năm đi nào, nhá, câu năm đi. Ổn thế nhau, thế nhau, có mình mạnh lên nào, thấy tương tác thì bắt đầu chiến nào, câu 5 đi, nhá, còn câu cuối này, chốt nốt rồi nghỉ, có chưa, 5 phút nữa, quất luôn câu 5 này, vừa nửa tiếng nhá, có chưa, búp skin chỉ như thế thôi, 5 buổi ăn ít thì mới ngon, 5 này, 5 giây đó là đẹp ra nhờ, câu này thì vẫn thế thôi, skin này, kẻ trục chọn đại diện nhá, này, kẻ trục chọn đại diện 30 giây đẹp ra luôn, đúng chưa, đó, 30 giây, ăn tham số như là ăn giấy luôn. Kẻ chụp này, kẻ chụp này, kẻ chụp này. Ok, đấy, like xe mạnh lên nào, tương tác mạnh lên nhá. Con Nam đi, con Nam đi nhá. Đấy, ta chỉ cần mày chăm chỉ xem liver thôi là đã có nhiều cái buổi liver chất lượng hơn rồi. Xem liver phải tương tác mạnh lên nhá, tương tác mạnh lên, ngồi im thì đời nó không khớ lên được đâu. Đấy. Con Nam đi nào, cái ngu nó mới nhớ nhá, sai ngu nó mới nhớ. Con Nam đi. Thống kê các đầu mút này. Đáp án chỉ có hai đầu mút thôi, chỉ có hai đầu mút thôi là trừ hai với một thôi, cho em một thôi đó, trừ hai với một thôi nhá. Đáp án mỗi hai đầu mút, càng ít đầu mút thử càng đẹp ra, nhập vào, nhập đi, nhập đi, nhập đi, đấy, đẹp ra luôn này này nhá, đẹp ra luôn này này, ôi chưa, đầu tiên này, đầu tiên này nhá. Các bạn thống kê đáp án vào, đây là đáp án A này, đúng chưa, âm 2 đến 1 này. Đáp án B là đây, lớn hơn 1 với nhỏ hơn 2, đây là B này, đây là B nhá, đúng chưa. Đáp án C lấy thêm đầu mút, C lấy thêm đầu mút, đúng chưa. Còn đáp án D này, đáp án D thì cũng vậy, nó bỏ đi hai đầu mút, thì các bạn thử cho thầy đại diện thôi. Đầu tiên nhỏ hơn trừ 2, thử âm 3 nhé, thử âm 3 đại diện phát thật nào. Đấy, quét đi, nhập hàm vào phân số nhá. Đầu tiên này đẹp ra nhờ, âm 3 này cộng 1 đúng chưa, xong rồi x nhá, trừ 2 nhá. Đấy, cứ kết hợp ca số với tự luận và cách nào nhanh thì quất thôi, âm 3 này. Đấy, xong chưa, xong chưa, xong chưa. Và hay đặt câu hỏi bật đèn làm không ra hồi nách bó mẹ nên còn câu cuối này quát xong rồi nghỉ này nhá. Mấy câu đấy thì buổi sau chưa nhá. Đấy, cứ chăm chỉ thôi, bút skin đẹp dai dần mà, có gì đâu, mấy câu dăm ba cái câu này ăn thua gì. Phân số đi, quét đi, quét đi, quét đi nào, cho nó chạy nhá. Nó hỏi đồng biến trên từng khoảng xác định đúng không, khoảng xác định thì ở đây cho nó chạy này, cho nó chạy này nhá, từ trừ 7 đến 7 thôi, để step là 0,5 nhé, làm đẹp trai ngay mà. Nó ở đồng biến đúng không, đồng biến là luôn tăng này này, đúng chưa, đồng biến luôn tăng này này, ổn chưa nhá. Đấy, ok nhá, thấy luôn tăng không, trừ 3 này, cái này giảm rồi, trừ 3 nó giảm về trừ 3,14 đây này, đúng chưa, có luôn tăng đâu, thấy nó giảm mạnh mẽ luôn thì này làm gì tăng, đúng chưa. Đây này, âm 3 nó giảm về âm 3,6 này, đúng chưa, âm 3 vứt đi, âm 3 vứt đi thì vứt ngay được B với D chưa? BD loại ngay, hôi nách ngay, đúng chưa? B với D chứa âm 3 này, đúng chưa? Còn mỗi A với C thôi. A với C đẹp dai quá, thử luôn cái đầu mút x bằng 1 đi nhá, thử luôn bằng 1. 1 thuộc C nhưng không thuộc A này, đúng chưa? Đó, thử luôn bằng 1 nhá. Thay vào đây sửa đi, sửa quân luôn này, 1 này. Đúng chưa? Dưới đây là 1 thôi. Sửa nào. Đúng 30 giây chưa? Đấy, xem có luôn luôn. Ui thằng này thầy hàm hàng rồi, bằng một hàm hàng như này không thể đặt dây được, bằng hai này nó có lô tan đầu, thấy nó hàm hàng chưa. Đấy, thì bằng một vứt đi rồi thì vứt C đi 5 phải chốt ngay em mới đặt dây được, đúng chưa. Mấy bài này đúng rồi, mấy bài này dễ nhưng mà đi thi rồi không biết cách làm, chả hôi nách bỏ mẹ nên đúng chưa.
Rồi, nay thì úp skin này 5 câu đẹp trai luôn, vừa 9 giờ luôn nha, đẹp đẹp luôn. Đấy, thì các bạn nhớ theo dõi cái page này để chúng ta nhận được nhiều cái tài liệu hay này và cái buổi liver chất lượng hơn. Ở lịch liver thì chúng ta chốt ngay rồi nhá. Đấy, cứ 8 rưỡi hàng ngày lên trên page để quẩy thôi. Còn tài liệu thì thầy sẽ gửi bạn từ lúc trưa nhá. Rồi, thì nhớ cố gắng ủng hộ thầy bằng cách này like share viết nhiều hơn này, đấy tác những cái bạn bè thân thiết của mình vào để chúng ta cùng học cùng quẩy với nhau trong những cái buổi liver như thế này. Ok, hôm nay mình nghỉ thôi, hẹn gặp lại các bạn trong những buổi liver lần sau nhá. Bye bye.